mặt nguồn tiền. Nâng tầm trải nghiệm, hỏi mã VNPay QR ngay, một mã QR cho mọi ứng dụng ngân hàng. Tài khoản không đủ. Linh hoạt nguồn tiền. Nâng tầm trải nghiệm, hỏi mã VNPay QR ngay, một mã QR cho mọi ứng dụng ngân hàng. Không ưu đãi. Muôn vàng lợi ích. Nâng tầm trải nghiệm, hỏi mã VNPay QR ngay, một mã QR cho mọi ứng dụng ngân hàng. Không ưu đãi. Muôn vàng lợi ích. Nâng tầm trải nghiệm, hỏi mã VNPay QR ngay, một mã QR cho mọi ứng dụng ngân hàng. Rò rỉ thông tin. Riêng tư tuyệt đối. Nâng tầm trải nghiệm, hỏi mã VNPay QR ngay, một mã QR cho mọi ứng dụng ngân hàng. Rò rỉ thông tin. Riêng tư tuyệt đối. Nâng tầm trải nghiệm, hỏi mã VNPay QR ngay, một mã QR cho mọi ứng dụng ngân hàng. Tài khoản không đủ. Linh hoạt nguồn tiền. Nâng tầm trải nghiệm, hỏi mã VNPay QR ngay, một mã QR cho mọi ứng dụng ngân hàng. Tài khoản không đủ. Linh hoạt nguồn tiền. Nâng tầm trải nghiệm, hỏi mã VNPay QR ngay, một mã QR cho mọi ứng dụng ngân hàng. Không ưu đãi. Muôn vàng lợi ích. Chào mừng quý vị và các bạn đã có mặt tại đà thi đấu Hồ Xuân Hương ngày hôm nay để dõi theo giải bóng rổ Sài Gòn Pro Am Basketball Cup 2024. Ở trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cuộc đọ sức giữa hai câu lạc bộ. Ngồi bên tay trái của ban thư ký trong trang phục áo hồng quần hồng là các chàng trai đến từ đội bóng Kim Bản Hoops. 5 vận động viên thi đấu chính thức gồm có số 15 Hoàng Phúc, số 34 Anh Kiệt, số 14 Tanakon, số 13 Marco Chí Anh và cầu thủ số 30 đội trưởng Võ Kim Bản. Huấn luyện viên trưởng của đội Kim Bản Hoops là ông Vũ Thế Cang, huấn luyện viên phó là ông Lê Quang. Và ở trận đấu này, đội Kim Bản Hoops sẽ đối mặt với đội bóng AIP Dreamers. Và sân thi đấu của 5 vận động viên thi đấu chính thức: số 10 Michael Soy, số 3 Trần Đăng Khoa, số 0 Hassan Thomas, số 65 Lê Hiếu Thành và cầu thủ số 17 D'Angelo Hamilton. Huấn luyện viên trưởng của đội AIP là ông Toshi Benson, trợ lý huấn luyện viên là ông Chu Ân Lộc. Điều khiển trận đấu ngày hôm nay của chúng ta là tổ trọng tài Lê Phạm Trung Kiên, Diệp Mỹ Oanh và Phạm Thị Kim Trâm. Xin mời tổ trọng tài chúng ta tiến hành thi đấu. Quý vị và bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu Hồ Xuân Hương tại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục theo dõi những diễn biến cực kỳ hấp dẫn của vòng bảng Sài Gòn Basketball Championship 2024. Và trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu được mong chờ nhất trong ngày hôm nay, màn so tài giữa hai dàn sao của Kim Bản Hoops và AIP Dreamers, những cái tên đã quá quen thuộc với giới hâm mộ bóng rổ tại Việt Nam. Lúc này thì cả Kim Bản Hoops và AIP Dreamers đều đang hướng tới việc giành lấy tấm vé để đi tiếp ở bảng A, khi họ đều đã có được một phong độ cực kỳ ấn tượng. Với các cầu thủ Kim Bản Hoops, trong 4 trận đã qua thì họ thắng 3 và thua 1. Trong khi đó với các cầu thủ Dreamers, những kẻ mộng mơ, đang cho thấy được sự vượt trội về mặt trình độ của mình. Những ngôi sao của Dreamers hiện tại đã toàn thắng sau 3 lượt trận đầu tiên và họ khởi đầu cho trận đấu này bằng pha ghi điểm của Hassan Thomas. 2 điểm được tính cho AIP Dreamers, những người đang thi đấu trong bộ trang phục áo xanh quần xanh. Và trong nửa đầu của trận đấu, trên giữa khu vực bảng rổ bên phía tay phải mà nhỏ quý vị và các bạn, còn Kim Bản Hoops, những cầu thủ trong bộ trang phục áo hồng, quân hồng, thì vừa có một tình huống ném bóng kẹt rổ. Vừa rồi là động tác giả tay thương hiệu của Võ Kim Bản, người đội trưởng của Kim Bản Hoops. Và chúng ta có thể thấy đây là Kendrell Buckley,
Ngôi sao đã cùng với Second Hit đăng quang chiếc cúp vô địch VBA của mùa giải 2023. Kendrick Buckley đương nhiên không thể bỏ lỡ sức nóng của trận đấu này và đã có điểm số được ghi cho các cầu thủ kim bàn hoop, và đó là pha ghi điểm tới từ Thanakon. Lại có thêm 2 điểm nữa, và người ghi điểm cho AIP Dreamers vẫn là cái tên Hassan Thomas. Chính xác, pha ném 3 đầu tiên của trận đấu này thuộc về Nguyễn Xuân Anh Kiệt. Anh Kiệt là một trong 5 cái tên đánh chính của Kim Bàn Hoops trong trận này, bên cạnh số 13 Marco Mladenovic, số 14 Thanakon, số 15 Nguyễn Hoàng Phúc và số 30 đội trưởng Võ Kim Bản. Trong khi đó, bên phía AAP Dreamers, 5 cái tên ra sân từ đầu của họ vẫn là những gương mặt rất quen thuộc: số 0 Hassan Thomas, số 3 Khoa Trần, số 10 Michael Soy, số 17 D'Angelo Hamilton và số 65 là Lê Hiếu Thành. Ngày hôm nay thì AAP Dreamers đã có thêm sự bổ sung rất chất lượng với Trần Đăng Khoa và Lê Hiếu Thành, những người đã không tham dự cùng với các đồng đội để đối mặt cùng với nhà đương kim vô địch Next Level ở trận trước. Đó là trận đấu mà AAP Dreamers đã gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn giành được chiến thắng trước Next Level. Đó là chiến thắng với tỷ số 96-75. Khoa Trần, Marco Soy, bóng tới vị trí của D'Angelo Hamilton. Quyết định ném 3 của Big Man bên phía AAP Dreamers. Và lúc này thì AAP Dreamers vẫn đang dẫn trước với tỷ số 7-3. Một khởi đầu khá tốt cho các cầu thủ mang áo xanh. Pha block của Hassan Thomas. Một tình huống block luôn người của đối phương đến từ Hassan Thomas. Ưu thế về mặt thể hình đã được Hassan thể hiện quá rõ trong pha bóng này. Anh Kiệt. Bóng tới tay của Võ Kim Bản. Vẫn là Kim Bản. Kim Bản một mình đột phá khi phải đối mặt với cả Hassan Thomas và D'Angelo Hamilton và vẫn có 2 điểm cho số 30 bên phía Kim Bản Hoops. Khoa Trần. Bóng được kích ra rồi. Và đây là pha ném 3 của Khoa Trần, bóng đi thẳng vào cuống rổ. Khoảng trống cho Võ Kim Bản và không có gì bất ngờ khi Kim Bản đã ném 3 thành công. Một vị trí sở trường của Võ Kim Bản. Với Võ Kim Bản thì các cầu thủ AAP Dreamers họ cần phải phòng ngự hàng ngoài tốt hơn nữa. Được để cho Kim Bản có khoảng trống như vừa rồi là rất nguy hiểm. Liên tiếp là những cú ném 3 của các cầu thủ AAP Dreamers nhưng họ vẫn chưa có được một cảm giác tốt nhất ở bên ngoài vòng cung. Và phải tới khi bóng tới tay của D'Angelo Hamilton dưới rổ thì mới có thêm 2 điểm cho Dreamers, được kết tạo thuộc về Khoa Trần. Liên tiếp là những cú ném rất tốt của Kim Bản Hoops. Kể từ đầu trận thì họ đã có 3 pha ném 3 thành công rồi. Trong khi với Dreamers, nguồn cung cấp điểm chủ yếu của họ vẫn đến từ những tình huống đánh cận rổ của Hamilton hay là Hassan Thomas. Xử lý bóng rất khéo léo, nhưng sau đó là một cú ném 3 không chính xác. Trọng tài xác định sẽ là bóng xuống cho Kim Bản Hoops. Bên phía Kim Bản Hoops thì Hoàng Phúc vừa vào sân. Hoàng Phúc là cầu thủ trẻ ở mùa giải năm ngoái thi đấu cho Nha Trang Dolphins.
Hassan Thomas lại đột phá và không có nhiều sự ngăn cản tới từ các cầu thủ Kim Bản Hoops với tình huống đột phá vừa rồi của Hassan Thomas. Cho tới lúc này thì Dreamers vẫn là đội bóng có ưu thế về mặt điểm số. Hoàng Phúc. Hoàng Phúc đang đối mặt cùng với Hassan Thomas. Quyết định ném vào Hoàng Phúc và bóng đã không thể vượt qua cái tay của Hassan Thomas. D'Angelo Hamilton. Lê Hiếu Thành. Rất hay. Ở dưới rổ thì bên phía Kim Bản Hoops họ không có nhiều nhân tố để đọ lại được về mặt thể hình đối với bộ đôi D'Angelo Hamilton và Hassan Thomas của AIP Dreamers. Nhưng sau đó thì D'Angelo đã có một pha phòng ngự không thực sự hiệu quả và anh đã để cho anh Kiệt ghi thêm 2 điểm nữa cho Kim Bản Hoops. Fast break. Móc rổ hơi tự tin thái quá của Hoàng Phúc và cầu thủ này đã không thành công. Rebound thuộc về Marco Soy. Marco Soy quyết định nhảy ném. Anh cho rằng mình phạm lỗi. Và vẫn đang là các cầu thủ AIP Dreamers. Ném ba bóng trắng rồi đi ra ngoài thuộc về Lê Hiếu Thành. Cho tới lúc này thì các cầu thủ AIP Dreamers vẫn đang tương đối thiếu cảm giác cho những pha ném ba. Ngôi sao hàng đầu Marco Soy thì cho tới lúc này vẫn chưa có điểm số nào. Vào kim bản, bóng fake và sau đó là một tình huống sidestep để ném ba. Cơ hội phản công cho các cầu thủ AP Dreamers và họ đã có thêm điểm số rồi. Đó là Trần Đăng Khoa. Bóng về sân sau. Đó là lỗi thuộc về ngoại binh Thanakon bên phía Kim Bản Hoops. Rất cố gắng, liên tiếp là nỗ lực lên rổ của Khoa Trần. Trước đó thì các cầu thủ Kim Bản Hoops cho rằng Khoa Trần đã có tình huống phạm luật travel, nhưng trọng tài thì không xác định như vậy. Đã có lỗi rồi. Và đó là lỗi của Lê Quang. Này thì Khoa Trần không còn sở hữu mái tóc xù mà người ta vẫn thường nhớ về anh nữa. Đầu tóc của Khoa Trần hiện tại khá gọn gàng. Vừa rồi đã có một tình huống phản công khá nhanh và ghi điểm cho các cầu thủ Kim Bản Hoops. Và sẽ là bóng xuống cho các cầu thủ áo hồng. Trận đấu vẫn đang diễn ra tương đối cân bằng. Cách biệt chỉ là 4 điểm thôi, phòng ngự hay. Cơ hội lên bóng cho AIP Dreamers, D'Angelo Hamilton. Lúc này ngoại trừ Kim Bản thì 4 cầu thủ còn lại trong đội hình ở trên sân của Kim Bản Hoops đều đã được thay thế từ băng ghế dự bị. Chúng ta có thể nhận thấy có sự góp mặt của Nguyễn Đường Quang Anh. Vẫn là những lựa chọn tấn công cận rổ rất hiệu quả của AP Dreamers.
Rõ ràng Hassan Thomas cùng với D'Angelo Hamilton có ưu thế rất lớn về mặt thể hình. Và trọng tài vừa thổi phạt với Nguyễn Đường Quang Anh với pha phạm lỗi cùng với Hassan Thomas. Hai quả ném phạt cho Thomas. Định lùi ra để ném ba nhưng đó không phải là một pha xử lý tốt của Mladenovic. Bóng lại tới tay của D'Angelo Hamilton. Và ở tình huống vừa rồi thì Kim Bản cùng với Quang Anh đã trở thành hai khán giả để chứng kiến tình huống đang rổ thuộc về Big Man bên phía AP Dreamers. Cách biệt đang ngày một nới rộng. Khoảng gần 2 phút vừa qua, Kim Bản Hoops họ chưa thêm điểm. Mladenovic ném ba lại không thành công nhưng vẫn tiếp tục là các cầu thủ áo hồng. Võ Kim Bản. Lần này trong tư thế chống trải thì Kim Bản lại không có một cú ném ba như mong đợi. Ngay sau đó chính anh đã lấy lại trái bóng về cho Kim Bản Hoops. Và D'Angelo Hamilton cũng sửa sai với đường chuyền lỗi của mình bằng một tình huống steal thành công. Khoa Trần, bóng kích tới vị trí của Lê Hiếu Thành ném góc không độ. Vẫn là các cầu thủ AP Dreamers. Quá hay kiến tạo là của Marco Soi và Lê Hiếu Thành đã dễ dàng có thêm 2 điểm. 25-15. Và sau tình huống ghi điểm của Lê Hữu Thành thì huấn luyện viên Vũ Thế Cang của Kim Bản Hoops đã phải gọi hội ý. Bắt đầu có sự tăng tốc tới từ những kẻ mộng mơ. Trong khi đó đội bóng của Kim Bản thì lại đang gặp khó với những tình huống tấn công không hiệu quả của mình. Xét về mặt con người thì Kim Bản Hoops cũng có những cầu thủ rất quen mặt, những ngôi sao tại VBA. Nhưng rõ ràng để so với AP Dreamers thì đội bóng này vẫn còn chưa được đánh giá cao bằng. AP Dreamers là một tập thể rất đồng đều. Không rõ là Kendrick Buckley đến đây để cổ vũ cho đội bóng nào, hay chỉ đơn giản là anh tới để theo dõi một trận cầu rất hấp dẫn giữa hai đội bóng hàng đầu tại SBC năm nay. Lúc này sau 4 lượt trận thì Kim Bản Hoops đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 2 của bảng A. Trong khi đó AAP Dreamers thì dù toàn thắng nhưng họ mới thi đấu có 3 trận thôi. Và tạm thời xếp ở vị trí thứ 3 đứng phía sau Kim Bản Hoops và Next Level. Kết quả của trận đấu này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đua giành lấy 2 tấm vé bước vào vòng sau của bảng A SBC 2024. Lê Hiếu Thành, Michael Soi. Đổi tay rất hay của Michael Soi. Anh vượt qua được tầm truy cản của Nguyễn Đường Quang Anh. Và tiếp tục là điểm số cho Dreamers. Hoàng Phúc. Trong giai đoạn cuối của VBA 2023 thì Hoàng Phúc đã có được rất nhiều cơ hội để thi đấu. Đặc biệt là series chung kết gặp Sài Gòn Heat. Đó là quãng thời gian cực kỳ quý giá với cầu thủ trẻ này. Một cú ném rất khó của Kim Bản. Khoa Trần thì vẫn giữ bóng trong tay. Đó là ý đồ để Hassan Thomas có alley-oop nhưng đường chuyền của Khoa Trần thì lại không được hợp lý một xíu nào cả. Thời cơ tấn công đã trôi qua đối với các cầu thủ AP Dreamers. Tỷ số bây giờ tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương đang là 27-15. Team Wales ngày hôm nay thì đang ngồi trên băng ghế dự bị. Một đội hình quá chất lượng và đồng đều của các cầu thủ AAP Dreamers. Ở trận trước gặp Next Level, họ chỉ có 8 cái tên đăng ký thi đấu thôi. Nhưng vẫn có thể tạo ra chiến thắng với cách biệt 20 điểm với nhà đương kim vô địch. Tình huống đột phá đầy kỹ thuật của Khoa Trần. Tất cả đều hoàn hảo ngoại trừ pha dứt điểm cuối cùng của Lê Quang.
Cú định ném bà tới từ Michael Soy khi thời gian không còn nhiều nữa. Và hiệp 1 của trận đấu đã khép lại rồi. Một hiệp đấu chứng kiến AIP Dreamers là những người chơi tốt hơn. Và bây giờ thì họ tạo ra khoảng cách trên 10 điểm đối với Kim Bản Hoops, cũng là một trong những cái tên được đánh giá có khả năng cạnh tranh chức vô địch của Sài Gòn Basketball Championship 2024. 29-17, cách biệt là 12 điểm giữa hai đội bóng. Quãng nghỉ ra hiệp đã hết và chúng ta cùng trở lại với hiệp 2 trong màn so tài giữa AIP Dreamers và Kim Bản Hoops. Dàn sao bên phía AIP Dreamers chưa biết mùi thất bại trong mùa giải SBC năm nay. Và họ hiện tại cũng đang tạo ra một cách biệt tương đối lớn trước các cầu thủ Kim Bản Hoops, khoảng cách 12 điểm. 29-17 đó là tỷ số hiện tại giữa Kim Bản Hoops và AIP Dreamers. Cú ném 3 không thành công của Michael Soy. Hassan Thomas rất khỏe, nhưng cú ném cuối cùng Hassan Thomas lại đưa chiếc bóng đi vào vành rổ. Câu trả lời của Kim Bản Hoops, đột phá không thành công tới từ Lê Quang. Michael Soy, cái lùm đỗ. Rất tốt, cái liềm đỗ với vào sân và lập tức để lại dấu ấn bằng cú ném 3 thành công. Giống như hiệp 1 thì hiệp đấu thứ hai này cũng khởi đầu bằng những đợt tấn công liên tiếp của các cầu thủ AP Dreamers và cũng là những người ghi điểm trước. Có turnover thuộc về Kim Bản Hoops. Bắt đầu chúng ta chứng kiến những khó khăn dành cho đội bóng áo hồng trước một AP Dreamers đang quá toàn diện. Bóng trong tay của Michael Soy. Timwell. So với trận gặp Next Level ngày hôm nay, đội hình của Dreamers đã dày lên rất nhiều. Chúng ta thấy cả sự xuất hiện của Tú Kobe nữa. Lê Ngọc Tú ở trên sân và vừa rồi thì anh đã bị thổi lỗi. Rất khó khăn để ghi điểm dành cho Kim Bản Hoops. Đó là tình huống xử lý dưới rổ của Nguyễn Đường Quang Anh. Michael Soy. Quyết định đột phá. Bóng được kích ra rồi. Tú Kobe. Hassan Thomas. Hassan quyết định ném 3. Người đi bào cho Dreamers đó là Timwell. Cú deep 3 của Michael Soy vẫn đang rất chịu khó ném 3, nhưng hiệu suất của anh đang là khá thấp vào lúc này. Câu trả lời của Kim Bản Hoops
Và họ đã có pha ném 3 thành công. Marko Mladenovic đã có một pha ném 3 để giúp cho tinh thần của Kim Bản Hoops được tăng lên phần nào. Họ đang chơi khá lép vế trước AAP Dreamers. Kalimdo. Hassan Thomas. Hassan Thomas lại đang khá nguội tay ở trong hiệp 2 này. Cơ hội cho các cầu thủ Kim Bản Hoops không thành công. Lần này thì Nguyễn Đường Quang Anh đã thiếu chính xác cho pha lên rổ. Và Lê Ngọc Tú lùi về rất nhanh. Đã liềm đỗ. Travel rồi. Và phòng luật chạy bước của Calum Đỗ. Liên tiếp có những điểm số được ghi cho các cầu thủ Kim Bản Hoops và lại là Marko Mladenovic. Cách biệt bây giờ được thu hẹp xuống còn 8 điểm ra đội bóng mà thôi. 24-32. Hassan Thomas. Và cuối cùng Hassan Thomas cũng ghi điểm trong hiệp 2. Một tình huống ôm bóng và lao thẳng vào dưới rổ. Lúc này bên phía Dreamers thì D'Angelo Hamilton đã được nghỉ ngơi. Và đó là lý do khiến cho những tình huống tấn công vào khu vực hình thang của Dreamers thiếu đi phần nào đó sức mạnh của một big man như là D'Angelo. Chính chấp rất hay, Lê Ngọc Tú. Kinh nghiệm giúp Lê Ngọc Tú chiến thắng trong pha tranh chấp bóng vừa rồi. Nhưng lại không giúp cho Hassan Thomas có thể vượt qua được Marko Mladenovic. Nguyễn Đường Quang Anh rất dễ dàng. Và đột phá đơn giản của Quang Anh và với sự trùng xuống khó hiểu của Dreamers thì huấn luyện viên của họ bên phía đội bóng áo xanh đã phải hỏi hội ý. Rõ ràng huấn luyện viên Toshi Benson cần có những trao đổi với các học trò. Đội bóng của ông đang chơi không tốt ở quãng thời gian đầu tiên của hiệp 2 này. Nỗ lực của Kim Bản Hoops đã giúp cho đội bóng này có được một chuỗi lên điểm khá tốt và bây giờ chỉ còn kém đối phương có 6 điểm mà thôi. Chúng ta cùng xem là sau quãng thời gian hội ý với những chỉ đạo của huấn luyện viên Toshi Benson thì AAP Dreamers họ sẽ có những điều chỉnh và thay đổi như thế nào. Mr. Wiggle, Hoa Trần đã trở lại sân rồi. Kendrick Buckley thì vẫn đang theo dõi một cách khá bình thản. Đơn giản thì ở trên sân những diễn biến chưa phải là cao trào. Chúng ta chưa thấy nhiều những tình huống bóng hấp dẫn liên tiếp được tạo ra bởi cả Kim Bản Hoops và Dreamers. Team Will spin move và giữ điểm thì lại hơi vụng. Bóng trong tay của Võ Kim Bản. Kim Bản. Mladenovic. Một fadeaway không thành công của Mladenovic. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua rồi. Ưu thế về mặt tỷ số thì vẫn thuộc về các cầu thủ AAP Dreamers. Nhưng họ lại đang tương đối nguội tay trong hiệp 2 này. Ngoài trừ cú ném rất cháy của Khoa Trần. Một cú ném 3 không hề đơn giản.
Nhưng Khoa Trần vẫn có thể mang về 3 điểm cho AAP Dreamers. Vào kim bản. Hoàng Phúc rất khôn ngoan với tình huống đi bóng của Hoàng Phúc. Đó là sự tự tin cần thiết của một cầu thủ trẻ. Lê Ngọc Tú, nhưng ngay sau đó là câu trả lời của Tú Cô Bì. Điểm số đầu tiên của Tú Cô Bì sau khi vào sân. Và anh tiếp tục giúp cho đội bóng của mình có thêm 3 điểm nữa. Và cách biệt 12 điểm được tái lập cho các cầu thủ Dreamers. Đúng là sau khi có hội ý từ huấn luyện viên Toshi Benson thì Dreamers họ đã tìm lại được cảm giác thi đấu quen thuộc. Những nhịp tấn công của họ là khá đều đặn vào lúc này. Lại thêm một tình huống để mất bóng của Team Well. Vào kim bản. Nguyễn Xuân Anh Kiệt. Anh Kiệt quyết định ném khó khi anh phải đối mặt cùng với Team Well. Bóng trở lại tay của các cầu thủ áo hồng. Ném ba góc không đổ và đã có thêm 3 điểm nữa của Marko Mladenovic. Cú ném ba thành công thứ hai của cầu thủ này kể từ đầu trận. Một đường chuyền rất cầu thả của Trần Đăng Khoa. Nhưng sau đó đã có pha phòng ngự hay của Lê Ngọc Tú. Mladenovic đã vượt qua được D'Angelo Hamilton. Và Tú Cô Bì thêm một lần nữa có steal. Và thật khó tin. Thật không thể tin nổi. Trong một tình huống mà đưa bóng ra ngoài còn khó hơn là đưa vào trong bảng rổ, thì Team Well đã lựa chọn phương án nâng cao, đó là đăng rổ ra ngoài. Ngay sau đó thì đồng đội của anh, đó là Team De Kock, đã sửa sai cho đồng đội, mang về thêm 2 điểm nữa cho AP Dreamers. Chúng ta xem lại tình huống mà Team Well lần này không dứt điểm, mà anh quyết định chuyền bóng để cho Team De Kock. Có được pha xử lý dễ dàng ở dưới rổ. Đúng là với những cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam thì đôi khi họ cũng mắc lỗi. Điển hình là tình huống mà chúng ta thấy Team Well có lẽ sẽ tương đối là xấu hổ khi nhắc lại điều đó, với pha đăng rổ đưa chiếc bóng ra ngoài của mình. Tại Việt Nam thì bóng rổ là môn thể thao không phải là quá mới mẻ. Tuy nhiên phải tới những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của VBA, thì bộ môn bóng rổ mới có được cơ hội để lan tỏa tới cộng đồng và được biết tới nhiều hơn, đặc biệt là với giới trẻ. Và cho tới lúc này thì bóng rổ thực sự là một môn thể thao rất được ưa thích. Những trận đấu tại VBA chúng ta đều đã chứng kiến các nhà thi đấu chật kín khán giả. Bên cạnh đó là những giải đấu như là Việt Nam Basketball Championship hay là Sài Gòn Basketball Championship như thế này, cũng sẽ giúp cho môn bóng rổ đến gần hơn đối với các bạn trẻ yêu môn bóng cam này. Và chúng ta một lần nữa nhìn lại tình huống mà Team Will không biết đã làm gì ở trên sân. Chính anh cũng cảm thấy bất ngờ với việc mình không thể ghi điểm cho pha đăng rổ vừa rồi. Thời gian hội ý đã hết và chúng ta cùng trở lại với những diễn biến tiếp theo tại hiệp 2 của màn so tài giữa hai đội bóng Kim Bản Hoops và AAP Dreamers. Hoàng Phúc vẫn có những short decision không thực sự hợp lý. Vừa rồi ở một vị trí rất khó nhưng Phúc vẫn quyết định ném. Khoa Trần. Trần Đăng Khoa đối mặt cùng với Thanakon. Tình huống chuyền không nhìn tới từ D'Angelo Hamilton và pha no look pass của anh đã không thể đưa trái bóng tới vị trí của đồng đội, nhưng đã có lối phòng ngự của Kim Bản Hoops. Không phải chính xác, đó là lối tấn công. Tình huống mà Team Lecoq đã va chạm với cầu thủ bên phía Kim Bản Hoops. Lỗi rồi, một mình Team Well giữa vòng vây của bốn cầu thủ áo hồng.
Ném phạt lần một rất tốt của Team Well. Và hai cú ném phạt chính xác. Team Well giúp cho AP Dreamers bây giờ đang sở hữu 44 điểm và tạo ra cách biệt lớn nhất kể từ đầu trận, đó là 13 điểm. Tú Kobe cũng được rút ra nghỉ rồi. Anh nhường chỗ cho Michael Soy. Nguyễn Đường Quang Anh. Rất hay phá phối hợp giữa bộ đôi Michael Soy và Khoa Trần. Kiến tạo cho Michael Soy, trong khi Khoa Trần giúp cho Dreamers tiếp tục nới rộng cách biệt với Kim Bản Hoops. Khoảng cách bây giờ đã là 15 điểm rồi. Nguyễn Đường Quang Anh. Thêm một lần nữa Quang Anh có pha tấn công vào dưới rổ như trốn không người. Nguyễn Đường Quang Anh đã có 4 điểm ở trong hiệp 2 này rồi. Khoa Trần, Team Well. Chút nữa thì Team Well để mất bóng. Trần Đăng Khoa, spin move và quyết định đột phá của Trần Đăng Khoa. Nhưng vừa rồi hàng phòng ngự của Kim Bản Hoops đã chơi tốt. Marco Mladenovic. Nguyễn Đường Quang Anh. Đây là Võ Kim Bản. Rất cố gắng để chuyền bóng cho đồng đội. Bóng vẫn còn trong cuộc. Rất hay, nỗ lực tuyệt vời của cầu thủ bên phía Dreamers. Và điểm số chắc chắn là không thể bỏ lỡ tới từ Khoa Trần. Chúng ta xem lại pha fast break thành công của các cầu thủ AIP Dreamers. Họ đã dễ dàng có 2 điểm từ Khoa Trần. Team Well. Nửa đầu trận đấu chuẩn bị khép lại rồi. Và đương nhiên đội bóng có ưu thế sẽ là AIP Dreamers, những người thể hiện tốt hơn trong quãng thời gian đầu tiên của trận đấu này. Khoa Trần đã cố gắng tận dụng tối đa những giây còn lại của hiệp 2. Trần Đăng Khoa. Điểm số sẽ không được tính cho Khoa Trần. Trước đó là lỗi phòng ngự của đội bóng áo hồng Kim Bản Hoops. Trọng tài vừa rồi đã thổi phạt với Hồng Phúc. Và hội ý thuộc về AIP Dreamers. Với màn trình diễn thế này thì Dreamers chắc chắn đang hướng tới việc có thắng lợi thứ tư liên tiếp ở Sài Gòn Basketball Championship 2024. Giải đấu được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trực tiếp và trọn vẹn thông qua các kênh sóng của hệ sinh thái thể thao VTV Cup. Khoa Trần, những giây cuối cùng của nửa đầu trận đấu này. Và liên tiếp là cú móc rổ không thành công của Trần Đăng Khoa. 48-33, cách biệt 15 điểm được tạo ra giữa AP Dreamers và Kim Bản Hoops. Cuộc chiến giữa những vì sao đang chứng kiến ưu thế của những kẻ mộng mơ. Bên phía Kim Bản Hoops thì họ có thể vượt trội hơn về khả năng ném ba. Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, AP Dreamers đã cho thấy sức mạnh áp đảo của mình, đặc biệt là ở nửa sau. Khi những ngôi sao của họ lên tiếng và với sự đồng đều của những cá nhân thì AIP Dreamers đang nắm ưu thế và hướng tới việc giành chiến thắng thứ tư liên tiếp. Nếu có thể giành được chiến thắng
trước các cầu thủ Kim Bản Hoops thì AAP Rumors sẽ vươn lên dẫn đầu tại bảng A Sài Gòn Basketball Championship 2024. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút. We'll be right back.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu Hồ Xuân Hương tại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục theo dõi nửa sau của màn so tài giữa Kim Bản Hoops và EIP Dreamers. Trận đấu trong khuôn khổ bảng A của Sài Gòn Basketball Championship 2024. Và lúc này thì Kim Bản Hoops, đội bóng áo hồng, đang là những người phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trước sức mạnh của AP Dreamers. Tỷ số sau hai hiệp đầu tiên đó là 48-33, cách biệt 15 điểm được tạo ra bởi những ngôi sao bên phía Dreamers. Không có gì bất ngờ khi chúng ta thấy được sự vượt trội của Dreamers với dàn sao trong đội hình. Tuy nhiên thì trong hiệp 3 này, đội bóng có điểm trước lại là Kim Bản Hoops và xử lý của Marko Mladenovic, một trong những cầu thủ chơi rất nổi bật bên phía Kim Bản Hoops. Ngay sau đó là câu trả lời của Khoa Trần. Dreamers đã cán mốc 50 điểm rồi. Cho tới lúc này, sau 3 chiến thắng của mình tại SBC năm nay, thì Dreamers chưa trận nào có chiến thắng với cách biệt dưới 20 điểm cả. Thậm chí hai trận đầu tiên họ còn thắng cách biệt lên tới hơn 50 điểm cơ. Và đó là pha cướp bóng đồng thời ghi điểm của Trần Đăng Khoa. Mr. Wiggle vẫn đang thi đấu rất hay. Quá đều, chúng ta phải thừa nhận điều đó. Đội hình của Dreamers thực sự là quá mạnh ở mọi vị trí. So với trận gặp Next Level thì ngày hôm nay Dreamers thậm chí còn mạnh hơn khi họ có sự bổ sung của Lê Hiếu Thành, của Tú Kobe. Hoàng Phúc. Hoàng Phúc vẫn cho thấy đôi chút sự non nớt của mình, vẫn là những tình huống xử lý không hiệu quả của cầu thủ đang mang áo số 15 bên phía Kim Bản Hoops. Dù sao thì Hoàng Phúc vẫn còn rất trẻ. Mùa trước thì anh được thử lửa tại VBA trong màu áo Nha Trang Dolphins. Tập thể đã giành ngôi á quân của giải đấu. Đây là Trần Đăng Khoa. Bóng tới tay của Michael Soy. Soi, D'Angelo Hamilton. Hơi chậm, nhưng vẫn tiếp tục là các cầu thủ áo xanh. Và phòng ngự hay, và bóng đá ra ngoài biên rồi. Vừa rồi Thanacon đã liên tiếp có hai tình huống cố gắng để steal trước D'Angelo Hamilton và Michael Soy. Nhìn ném rất thay của D'Angelo Hamilton, fadeaway thành công. Bây giờ cách biệt giải đội bóng đang sấp xỉ 20 điểm rồi. Chính xác là 19 điểm. Nguyễn Đường Quang Anh. Phản block của Lê Hiếu Thành. Dreamers đã mạnh lại còn giàu kinh nghiệm nữa. Trong khi đó bên phía các cầu thủ Kim Bản Hoops, chúng ta vẫn thấy sự khác biệt trong cách xử lý của những cầu thủ còn tương đối trẻ trung của họ. Ngay sau pha block của Lê Hiếu Thành thì Michael Soy đã ném 3 thành công, mang về điểm số thứ 57 cho AAP Dreamers. Quang Anh lại có turnover. Michael Soy, một tình huống mang nhiều tính chất biểu diễn của Michael Soy. Có vẻ như sự bùng nổ của Dreamers trong hiệp 2 đã đánh gục rất nhiều tinh thần thi đấu của Kim Bản Hoops. Và trong hiệp 3 này, chúng ta đang thấy một Kim Bản Hoops tương đối bạc nhược. Họ không có nhiều những phương án tấn công, và bên cạnh đó việc phòng thủ cũng là rất hời hợt. Huấn luyện viên Vũ Thế Cang đã phải gọi hội ý. Nhưng vào lúc này, nhìn vào thế trận, nhìn vào những con người trên sân, thì chúng ta có một cảm nhận chung, đó là khá bất lực đối với Kim Bản Hoops. Họ có thể cố gắng, có thể quyết tâm, nhưng những yếu tố khác về mặt chuyên môn, về mặt đẳng cấp và trình độ thì hoàn toàn thua kém so với AAP Dreamers. Ngay khi chúng ta nhìn vào danh sách đăng ký thi đấu của Dreamers tại giải lần này, thì tất cả đều đã có chung một cảm nhận. Đây sẽ là tập thể được mệnh danh là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch. Thậm chí nhà đương kim vô địch Next Level cũng đã phải nếm trải thất bại trước Dreamers, một thất bại với cách biệt lên tới 21 điểm.
cơ hội cho các cầu thủ Kim Bản Hoops. Ném mà thành công. Ở một vị trí trống trải, Kim Bản đã có rất nhiều thời gian để ngắm nghía và thực hiện cú ném ba sở trường của mình. Hassan Thomas như chuột không người vậy. Một Minh Anh tả súng hữu đột giữa ba cầu thủ áo hồng. Rất tốt. Lại có thêm một pha ném ba thành công nữa. Và đó là Hoàng Phúc. Cuối cùng thì Hoàng Phúc cũng đã có pha ném ba thành công đầu tiên của mình ở trận này. Lê Hiếu Thành, Michael Soi. Michael Soi rất hay. Trần Đăng Khoa đưa bóng tới vị trí ở góc không độ dành cho D'Angelo Hamilton. Bóng đẩy hai lần trên vành rổ và lại đi ra ngoài. Hoàng Phúc, Quang Anh, cú ném rất nhanh của Kim Bản. Catch and shoot tới từ Kim Bản nhưng cầu thủ này đã không thể mang về thêm 3 điểm nữa cho Kim Bản Hoops. Mất bóng rất đáng tiếc và xử lý lỗi của Trần Đăng Khoa. Và sau đó thì cầu thủ của Kim Bản Hoops cũng rất fair play, trả bóng lại ngay. Ngày hôm nay chúng ta được chứng kiến hai tình huống tưởng như có điểm dễ dàng nhưng cuối cùng lại chỉ mang tới sự tiếc nuối. Đó là pha úp rổ của Tim Well ở trong hiệp 2 và vừa rồi là pha ra tay của cầu thủ người Thái Lan Thanakon. Sau đó Thanakon đã bị thổi lỗi sau pha va chạm cùng với D'Angelo Hamilton. Anh được thay ra những chỗ cho Lê Quang. Cách đang liên tiếp được nới rộng dành cho AAP Dreamers. Bây giờ con số đã là 21 điểm rồi. Ném phạt lần 1 rất chính xác của D'Angelo Hamilton. Rất quyết tâm, đó là Nguyễn Đường Quang Anh. Võ Kim Bản, double team với Võ Kim Bản. Và giờ sẽ là fast break cho các cầu thủ AIP Dreamers. Tim Well. Tim Well sau tình huống đăng rổ hỏng ở trong hiệp 2 đã hạn chế đăng rổ hẳn. Anh chỉ tập trung cho những cú ném đơn giản thôi, không phải mầu mè làm gì cả. Và lại là pha ném ba thành công của Hoàng Phúc. Hoàng Phúc trong hiệp 3 này đã có hai cú ném tầm xa rất chính xác. Ngay sau đó thì Nguyễn Hoàng Phúc đã va chạm cùng với Michael Soi và đó là lỗi của cầu thủ sinh năm 2003. Hoàng Phúc, bóng từ tay Võ Kim Bản. Võ Kim Bản. Kim Bản vẫn đang bị chăm sóc rất kỹ lưỡng. Một trong hai cầu thủ đã nhảy lên tranh chấp với Võ Kim Bản trong tình huống vừa rồi đó là Tim Well. Ném phạt lần 1 không tốt của Kim Bản. Và cả hai quả ném phạt của Kim Bản đều không mang về điểm số cho Kim Bản Hoops.
Michael Soy chuyền cho Lê Ngọc Tú, không thành công. Và phối hợp không thành công giữa Lê Ngọc Tú và Huỳnh Chí Thành. Dù sao cách biệt bây giờ vẫn là đủ để các cầu thủ Dreamers có thể thi đấu thoải mái ở trên sân. Họ đang dẫn trước đối phương 65-43. Nguyễn Hoàng Phúc, Marco Mladenovic, Lê Quang, Nguyễn Đường Quang Anh. Pha nhảy ném mang về 2 điểm của Quang Anh đã đưa bóng vào vành rổ. Và giờ sẽ là cơ hội của Tú Cô Bì. Tú Cô Bì rất khôn ngoan, cầu lỗi thành công rồi. Lê Ngọc Tú và Huỳnh Chí Thành đã có mặt rất đúng lúc đúng chỗ ở dưới rổ. Anh vừa rebound và sau đó tự mình ghi điểm. Thế trận đang là khá một chiều vào lúc này. Dreamers tỏ ra rất vượt trội. Và lại có một tình huống turnover của Kim Bản Húp. Và nó đến từ chính người được coi là linh hồn đội bóng, Võ Kim Bản. Nhưng chưa có điểm cho các cầu thủ Dreamers. Hasan Thomas. Cuối cùng thì Thomas cũng đã dễ dàng loại bỏ được Marko Mladenovic để có điểm số tiếp theo cho AP Dreamers. Phải nói rằng để có điểm cho Kim Bản Hoops là rất vất vả. Và vừa rồi là cú ném ba của Marko Mladenovic. Lê Ngọc Tú đã có lỗi phòng ngự rồi. Và va chạm giữa Hasan Thomas và Marko Mladenovic. Có lẽ diễn biến của trận đấu này chưa đủ để cho Kendrick Buckley phải cảm thấy hứng khởi, vẫn làm khuôn mặt khá lạnh lùng của ngôi sao này khi theo dõi ở nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Thực tế mà nói, chúng ta đã kỳ vọng rất nhiều vào một trận đấu cân tài cân sức và giàu kịch tính giữa Kim Bản Hoops cũng như AP Dreamers. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra lại không đúng với kỳ vọng khi mà Dreamers họ tỏ ra quá mạnh mẽ, trong khi đó Kim Bản Hoops lại thiếu đi những phương án thực sự hiệu quả trong cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Nguyễn Hoàng Phúc, Hoàng Phúc bây giờ đang là PG chính của Kim Bản Hoops. Tuy vậy những tình huống set bài của cầu thủ này là chưa thực sự hiệu quả. Bóng tới vị trí của Lê Quang. Lê Quang rất hay. Tình huống chuyền bóng rất tốt của Lê Quang nhưng không có thêm kiến tạo, bởi người đồng đội Mladenovic lại không thể khống chế trái bóng thành công. Và sau đó là sự quyết tâm của Marko Mladenovic để giúp cho trái bóng trở lại với tay của các cầu thủ áo hồng. Rồi chúng ta thấy Mladenovic đã có động tác xin lỗi với người đồng đội Lê Quang. Anh không thể biến được kiến tạo tuyệt vời của Lê Quang thành 2 điểm. Và lại có lỗi rồi. Trọng tài đã thổi lỗi đối với cầu thủ bên phía AIP Dreamers, đó là Kalim Đỗ. Không được. Móc rổ không thành công của Nguyễn Hoàng Phúc. Lê Ngọc Tú.
Ukobi đột phá. Và Ukobi đã cho Hoàng Phúc thấy như thế nào là ghi điểm dưới sổ. Còn thiếu 5 điểm nữa để Dreamers tạo ra khoảng cách tròn 30 điểm trước Kim Bản Hoops. Một đợt tấn công của Hoops đã kết thúc đơn giản như vậy. Quá nhiều turnover đã xuất hiện bên phía đội bóng máu hồng. Huỳnh Chí Thành. Kobe rất chủ động. Kobe đã di chuyển ngay vào để tranh rebound sau khi đồng đội thả tay. Và vừa rồi là động tác câu lỗi nhưng không thành công của Lê Ngọc Tú. Nguyễn Hoàng Phúc. Phòng ngự tốt thuộc về IP Dreamers. Huỳnh Chí Thành. Kobe kiến tạo cho Tim Well. Lần này Tim Well đã có một động tác xử lý rất tốt. Cảm giác chính xác của Tim Well. Và ném ba khá nhanh và rất chính xác. Ít nhất thì có một chỉ số mà Kim Bản Hoops có thể vượt trội so với AP Dreamers, đó là ở chỉ số ném ba. Vừa rồi Lê Quang là người ném ba thành công. Như vậy, hiệp đấu thứ 3 đã khép lại với pha ghi điểm vừa rồi của Huỳnh Chí Thành. Cách biệt giữa đội bóng chưa phải là 30 điểm mà chỉ là 29 điểm thôi. Một sự khác biệt quá lớn giữa AIP Dreamers và Kim Bản Hoops. Một trận đấu mà các cầu thủ Dreamers tỏ rõ sự vượt trội và chỉ còn một hiệp đấu nữa thôi để Kim Bản Hoops hy vọng vào việc lật ngược thế cờ trước dàn sao bên phía những kẻ mộng mơ. Trước mặt chúng ta sẽ chỉ còn 10 phút cuối trong trận đấu giữa Kim Bản Hoops và AIP Dreamers. Một trận đấu không kịch tính giống như kỳ vọng khi mà vào lúc này các cầu thủ Dreamers họ tạo ra một cách biệt quá lớn trước Kim Bản Hoops. Chính xác khoảng cách bây giờ là 26 điểm giữa hai đội bóng. Một khoảng cách mà có lẽ sẽ rất khó để Kim Bản Hoops có thể săn lấp và nghĩ tới việc lật ngược thế cờ. Khi mà thế trận vào lúc này vẫn hoàn toàn thuộc về Dreamers. Hiệp 4 mở đầu bằng pha móc rổ thành công của Tú Kobe. Rất nhiều turnover đã xuất hiện đến từ các cầu thủ Kim Bản Hoops. Và chúng ta phần nào đó cảm nhận là họ đã bắt đầu không còn nhiều động lực ở trận này rồi. Khi mà trên sân đang là toàn các cầu thủ dự bị thôi. Bóng trong tay của Nguyễn Hoàng Phúc. Hoàng Phúc đối mặt cùng Kha Liêm Đỗ.
Cái liềm đỗ. Team Will rất mạnh mẽ và cũng rất chính xác. Đó là Team Will. Nhưng dù Team Will có ghi bao nhiêu điểm trận này thì có lẽ điều người ta nhắc lại sau khi mà khép lại màn so tài giữa Dreamers cùng Kim Bản Hoops sẽ là pháp rổ của anh ở trong hiệp 2. Và thả bóng Ebo tới từ Nguyễn Hoàng Phúc. Rất hay. Cả liềm đỗ dễ dàng vượt qua được Hoàng Phúc và quyết định đột phá. Nhưng không có tình huống ghi điểm highlight của cả liềm đỗ. Lê Quang rất bình tĩnh. Và pha tấn công hoàn hảo của Kim Bản Hoops khép lại với cú ra tay của Marko Mladenovic. 3 điểm tiếp theo cho Kim Bản Hoops. Cái liềm đỗ. Pha nhìn ném tầm trung vừa rồi đã không mang về điểm số. Cầu thủ trẻ Tim Lecoq ngày hôm nay không có nhiều thời gian thi đấu. Vừa rồi là cơ hội hiếm hoi để anh ném ba, nhưng Tim Lecoq đã không thành công. Tim Will đã rebound cho AAP Dreamers. Cái liềm đỗ. Lê Ngọc Tú. Chúng ta thấy là bên phía Dreamers họ cũng đang chơi với 5 cầu thủ dự bị thôi. Nhưng chất lượng thì không phải bàn cãi. Vẫn là quá hay dành cho các cầu thủ AAP Dreamers. Và cướp bóng vào ghi điểm của Tim Lecoq, cầu thủ sinh năm 2006. Ngay sau đó có câu trả lời của Kim Bản Hoops. Điểm số thứ 54 cho Kim Bản Hoops. Họ vẫn chưa cho phép Dreamers tạo ra cách biệt 30 điểm với mình. Cái liềm đỗ. Huỳnh Chí Thành đã giúp cho cách biệt bây giờ giữa hai đội bóng là 31 điểm rồi. 85-54. Có lẽ chiến thắng sẽ khó nào lòng tuột khỏi tay của các cầu thủ Dreamers. Điều người ta quan tâm đó là Kim Bản Hoop sẽ đáp trả như thế nào, sẽ cố gắng như thế nào trong phần còn lại của trận đấu mà thôi. 3-1. Và đương nhiên rồi, làm sao một có thể chống lại 3 được đây. Tim Lecoq là người mang về thêm 2 điểm nữa cho AIP Dreamers. Bên phía Kim Bản Hoops đã có hiểu ý. Tỷ số 87-54, khoảng cách là 33 điểm. Một cách biệt khổng lồ, một ngọn núi mà có lẽ Kim Bản và các đồng đội không thể vượt qua. Hay nói đúng hơn là vào lúc này họ không còn muốn vượt qua nữa, bởi nó quá khó. Lê Quang vừa rồi đã kiến tạo cho Lê Ngọc Tú rồi. Rất nhiều turnover đã xuất hiện bên phía Kim Bản Hoops. Khi mà tinh thần chiến đấu không còn được cao nữa thì rõ ràng những sai sót sẽ thường xuyên đến. Nhưng chúng ta vẫn phải ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ áo hồng. Là thêm một pha ném ba thành công nữa bên phía Kim Bản Hoops.
Timwell. Bóng tới tay của Kalim Do. Và ném ba không thành công nhưng vẫn tiếp tục là các cầu thủ AIP Dreamers. Lê Ngọc Tú. Thiêm được cốc. Không được rồi. Bành shot không thành công. Bóng tới tay của Võ Kim Bản. Kim Bản. Rất hay. Kim Bản có thêm một kiến tạo. Và Nguyễn Xuân Anh Kiệt có thêm 2 điểm nữa. Anh Kiệt cũng là một cầu thủ rất trẻ bên phía Kim Bản Hoops. Cầu thủ tuổi teen này vừa rồi đã có thêm 2 điểm. Nhưng ngay lập tức là câu trả lời của AP Dreamers. Cảm giác Dreamers bây giờ đang đánh rất nhàn. Kim Bản thì nguội tay từ cuối hiệp 2 rồi. Anh không còn duy trì được những cú ném ấn tượng của mình nữa. Trong hiệp 1 thì Kim Bản đã có 2 pha ném 3 thành công. Và đó cũng là 2 pha ném 3 thành công duy nhất của Kim Bản cho tới lúc này của trận đấu. Tim được cốc. Vẫn có hơi hướng đang rổ nhưng cuối cùng lựa chọn của Timwell đó là thả rổ thôi. 94-59 rồi. Khoảng cách là 35 điểm. Cảm giác rất giống với Next Level cách đây 2 ngày. Khi đó thì người ta cũng kỳ vọng vào một trận đấu kịch tính giữa nhà đương kim vô địch và kẻ thách thức mang tên AIP Dreamers. Thực tế thì so với Kim Bản Hoops, Next Level họ còn gây ra nhiều khó khăn hơn cho đoàn quân của huấn luyện viên Toshi Benson. Và ngày hôm nay thì Kim Bản Hoops đã chịu trận từ quá sớm. Đây là Tim Lecoq. Hai cầu thủ mang tên Tim phối hợp với nhau. Tim Will đã không vượt qua được 3 thành viên của Kim Bản Hoops. Đó lỗi thuộc về Tim Lecoq. Lỗi cá nhân đầu tiên của Tim Lecoq. Tình huống va chạm giữa hai cầu thủ trẻ. Và người phạm lỗi là Tim Lecoq. Anh đã tranh chấp cùng với Nguyễn Xuân Anh Kiệt. Kiệt chỉ thành công ở 1 trong 2 quả ném phạt thôi. Ngày hôm nay hiệu suất ném phạt của các cầu thủ Kim Bản Hoops là tương đối thấp. Cú ném của Tim Lecoq và Anh Kiệt là người rebound. Bóng trong tay của Marko Mladenovic. Rất hay. Liên tiếp là những cú ném 3 thành công của Nguyễn Xuân Anh Kiệt. Có thể ngày hôm nay Kim Bản Hoops sẽ phải nhận một thất bại trước AAP Dreamers. Nhưng đó cũng là một trận đấu rất đáng nhớ với Nguyễn Xuân Anh Kiệt. Trong hiệp 4 này Anh Kiệt đã có tới 2 pha ném 3 thành công rồi. Vừa rồi là pha ra tay của Tú Kobe. Rất cố gắng, bóng vẫn còn trong cuộc. Nhưng là cơ hội để cho Kim Bản Hoops lên điểm. Kim Bản. Và Kim Bản đã có pha ghi điểm ở tốc độ rất cao. Tú Kobe. Đấy Ngọc Tú. Liên tiếp có những pha dứt điểm không thành công của Lê Ngọc Tú trong những đợt lên bóng gần đây của các cầu thủ AAP Dreamers. Thực tế đã có khá nhiều những luồng ý kiến trái chiều khi nhìn vào danh sách đăng ký thi đấu của các cầu thủ AIP Dreamers. Những người cho rằng Dreamers họ quá mạnh. Tuy nhiên thì phải nói rằng AIP Dreamers họ không hề vi phạm bất cứ một điều khoản nào trong việc đăng ký thi đấu và sử dụng cầu thủ của mình. Dù sao thì Dreamers họ vẫn đang chơi rất nghiêm túc tại SBC. Và chúng ta không thấy nhiều những tình huống mà đội bóng này lỏng tay hay có phần thiếu tôn trọng đối phương, dù họ luôn dẫn khá sâu.
Nhìn vào mặt tích cực thì với những đội bóng khác, những đội bóng đăng ký với phần nhiều là các cầu thủ trẻ hay là những cầu thủ theo dạng bán chuyên, không phải là cầu thủ chuyên nghiệp, thì việc phải đối mặt với những ngôi sao bên phía Dreamers, những ngoại binh hàng đầu của VBA hay những nội binh cũng như là những cầu thủ Việt kiều đã chơi rất thành công ở giải bóng rổ cấp cao nhất của Việt Nam, sẽ là một cơ hội tuyệt vời để họ có thể trải nghiệm, cọ sát và có thêm những kinh nghiệm dành cho mình. Như đã nói thì bóng rổ ở Việt Nam hiện tại đang là một môn thể thao vẫn còn phải phát triển rất nhiều, vẫn còn rất nhiều việc phải làm với những nhà chuyên môn. Điều quan trọng là chúng ta được chứng kiến những giải đấu hấp dẫn, được chứng kiến những trận đấu với chất lượng chuyên môn cao của các đội bóng trong nước. VBA đang làm rất tốt điều đó. Và những giải đấu như VBC hay SBC hiện tại cũng là một phần để góp công sức cho bóng rổ Việt Nam có thể phát triển hơn nữa trong tương lai. Đi bóng thì rất hay, nhưng cuối cùng cú ném của cầu thủ bên phía Kim Bản Hoops lại không thành công. Liên tiếp là hai pha ném ba, bóng đi vào cuống rổ. Ngày hôm nay thì Lê Ngọc Tú có rất nhiều những cơ hội để lên rổ dễ dàng như vậy. Và anh giúp cho AAP Dreamers đã cán mốc 100 điểm rồi. Võ Kim Bản! Và cuối cùng chúng ta cũng được hô vang cái tên Võ Kim Bản với pha ra tay quen thuộc của cầu thủ này. Một trong những cầu thủ nội nổi tiếng nhất của bóng rổ Việt Nam. Có thể khẳng định như vậy. Dù cho Võ Kim Bản không thực sự quá nổi bật ở nhiều khía cạnh, nhưng rõ ràng Kim Bản vẫn là một cái tên mà bất cứ một người yêu bóng rổ nào tại Việt Nam cũng đều biết tới. Những thành tích của anh trong màu áo Sài Gòn Heat là đủ để chứng minh cho chất lượng của cầu thủ này. Liên tiếp có hai pha dứt điểm của Tim Lecoq và sau đó là Lê Ngọc Tú đều không có thêm điểm cho AAP Dreamers. Những giây cuối cùng của trận đấu rồi. Tim Will rebound. Kịp không? Huỳnh Chí Thành. Chí Thành quyết định chuyền bóng cho Kai Liêm Đỗ thay vì dứt điểm từ góc không độ. Đó là một lựa chọn rất hợp lý. Và bây giờ thì đồng hồ cứ trôi thôi. Hai đội đã dừng bóng rồi. Tỷ số chung cuộc là 102-68. Khoảng cách đó là 34 điểm giữa AAP Dreamers và Kim Bản Hoops. Thêm một chiến thắng nữa của Dreamers, những kẻ mộng mơ với đội hình toàn sao đã vươn lên vị trí dẫn đầu của bảng A với thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận. Trong khi đó với Kim Bản Hoops thì đây là thất bại thứ hai của họ ở vòng bảng SBC năm nay. Một thất bại sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tham vọng đi tiếp của thầy trò Vũ Thế Cang. Hassan Thomas và D'Angelo Hamilton không thi đấu trong hiệp 4, nhưng những cái tên còn lại trong đội hình của AAP Dreamers vẫn đủ để giúp họ tạo ra một thế trận áp đảo hoàn toàn so với Kim Bản Hoops, với ngôi sao xa nhất là Kim Bản, người bị chăm sóc quá kỹ lưỡng, và những cầu thủ trẻ còn lại thì không thể làm gì trước sức mạnh của những thành viên bên phía AAP Dreamers. Một chiến thắng xứng đáng, một chiến thắng áp đảo, và AAP Dreamers tiếp tục cho thấy họ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch của Sài Gòn Basketball Championship 2024. Quý vị và các bạn thân mến, một tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Kim Bản Hoops và AAP Dreamers của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở những diễn biến trong ngày thi đấu tiếp theo tại Sài Gòn Basketball Championship 2024 trên sóng của VTV Cup.